命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。Cháu về thành mà không về nhà cúng bái đại ca của cháu, mà lại tới bên đó để thỉnh tội trước đạo lý gì vậy? Tam ca bá thăng đại ca bị Chu Dĩ Lý Giật hại chết, chúng ta đợi huynh trở về dẫn chúng ta tới chỗ hoàng đế Tam ca. Chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ tập hợp các huynh đệ ngay lập tức đánh vào hoàng cung, giết chết Chu Dĩ và Lý Giật, báo thù thay đại ca, báo thù thay đại ca, báo thù thay đại ca. Đại ca chết oan, chúng ta không thể để như vậy được, đừng nói nữa. Bệ hạ là do đại ca và tất cả chúng ta cùng nhau lập nên. Mọi người đã quên mục đích ban đầu khi khởi binh của chúng ta sao? Mọi người đã quên mất nguyện vọng của đại ca lúc còn sống sao? Lúc đầu chúng ta khởi binh là vì đẩy lùi Tân Mãn, hưng phục thiên hạ Hán Thất. Bây giờ Tân Mãn đã bị tiêu diệt, chúng ta lại tuyệt giao với quân Hán. Không những là không có cách nào hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống của đại ca, đệ tử Dung Lăng của chúng ta còn bị đổ cho tội danh phản quốc. Tam ca lẽ nào không báo thù cho đại ca sao? Làm gì có thù nào? Đại ca nhất thời hồ đồ, mưu nghịch là tội chết. Bệ hạ khoan hồng, còn chưa giáng tội ta. Chúng ta còn tư cách gì ở đây nói những lời đại nghịch bất đạo? Sau này không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Từ hôm nay trở đi, tuyệt đối cấm. Không được phát tang cho tội thần Lưu Cơ. Mang thi thể của tội thần về Thung Lăng. Súc sinh, ngươi xứng với đại ca sao? Ngươi, đại ca ngươi chết oan. Làm sao mà ngươi có thể nói là tội thần? Ngươi, ta uổng công nuôi ngươi lớn chừng này. Súc sinh, ngươi là đồ súc sinh. Bá thân à, con chết oan uổng quá, oan quá. Con có linh trên trời, con nhìn đi. Người xứng với đại ca sao? Đến cả huynh ruột còn như thế, đồ rác rưởi. Loại người này không đáng qua lại. Ai dám tin người chứ? Đúng đấy, không có lương tâm. Ai mà còn dám qua lại với loại người như thế này? Người còn là người không hả? Người sợ cách thủy mà không phát tang? Ta không sợ. Ta muốn phát tang cho đại ca. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ.
Tạ ơn bệ hạ. Cung chúc tỷ phu nhậm chức thái thủ Thường Sơn. Mấy ngày này phải khởi hành thôi. Không chỉ là ta, đến tổ chức cũ của Bá Thăng và cả hạ hạt ngày trước của đệ Nhậm Quang, Phó Tuấn đều đã được điều đi xa. Còn có cả Đặng Phụng, bệ hạ anh minh. Bệ hạ làm như vậy tự khắc sẽ có đạo lý của người. Người vì quân Hán, vì phục hưng đại nghiệp của Hán thất. Mỗi người tiền đồ rộng mở, mỗi người có một sứ mệnh. Sau này cũng nhất định sẽ lập nên nghiệp lớn. Đi rồi cũng tốt. Xin tỷ phu không cần để trong lòng. Nào, tỷ phu kính đệ một ly. Tỷ phu biết Lưu Huyền Chu Dĩ không tìm được lý do để giết đệ. Hắn điều thuộc hạ của Bá Cơ và của đệ đi xa. Những người có tài lúc khởi nghĩa của quân Nam Dương đều đã giải tán. Chỉ còn đệ trướng mắt hắn, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu có lúc đệ không chống đỡ nổi nữa, hãy đến tìm tỷ phu. Được rồi, tỷ phu cũng phải đi rồi. Đệ phải tự chăm sóc tốt bản thân. Xin tỷ phu yên tâm. Lưu Tú sẽ không quên mối thâm thù của đại ca. Nhất định là không phụ sự kỳ vọng của tỷ phu và nhị tỷ. Chúng ta đi theo đại ca Lưu Diễn vào sinh ra tử, đi một chặng đường dài đến bây giờ. Nhưng kết quả thì sao? Thành quả lại thuộc về mấy cái tên tiểu nhân vô liêm sỉ ấy. Lưu Quyền, Dương Khôn, Trương Mão, Lưu Tú rốt cuộc quân ấy có phải là đàn ông không vậy? Ham sống sợ chết, không báo thù cho quân đệ thì thôi, còn khom lưng khuỵu gối với kẻ địch. Lần này Thung Lăng quân sụp đổ tan rã, quân đệ mỗi người một nơi, xem ra sắp giải tán được rồi. Quân ấy là vì mọi người, quân ấy căn bản là sợ chết. Lúc Công Dương Thành bị bao vây bởi ngàn quân vạn mã, quân ấy có sợ không? Một khi chết là mất hết cơ hội. Cũng giống như là đại ca Bá Cơ. Tâm ca nhịn nhất thời, nhưng quân ấy bảo vệ được đại ca và các đệ tử Thung Lăng. Hai người muốn quân ấy báo thù cho đại ca, nhưng mà quân ấy lấy cái gì để đấu với Chu Dĩ và Trương Mão? Lẽ nào để cho quân Hán tàn sát lẫn nhau sao? Ngày trước Hán Tín cũng chịu nội nhục này. Tâm ca nhẫn nhục đợi thời cơ tốt. Lòng quân tan hết rồi còn có thời cơ tốt gì nữa? Tỷ tỷ, tỷ có nhìn thấy ở trên triều đường bộ dạng quân ấy cảm kích với lũ Lưu Quyền, Chu Vĩ không? Dường như là con chó do Lưu Quyền nuôi vậy. Tỷ tỷ, tỷ đừng hy vọng gì ở quân ấy nữa. Đúng vậy, quân ấy đến tôn nghiêm cũng chẳng cần, còn mặc về ở Uyển Thành. Coi như là thức thời không đến tìm tỷ tỷ. Nếu không, ta là người đầu tiên đánh quân ấy. Quân ấy sợ liên lụy ta sẽ không đến đâu. Quân ấy suy nghĩ cho chúng ta, nhưng lại để cho bản thân đối mặt với tất cả những điều này. Bây giờ ta không giúp được quân ấy, nhưng ta biết quân ấy không phải là hạng người đó. Bá Thăng huynh, huynh đến đây làm gì? Lý gia nhà huynh hại chết đại ca ta, huynh còn có mặt mũi đến à? Ra ngoài đi,
Ta không muốn thấy Quynh giả bộ ở đây. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài đi. Được rồi bá cơ. Hôm nay hầu hết mọi người đều tránh chúng ta. Quynh ấy chịu đến tiễn bá thăng cũng là có lòng. Không phải cản cô ấy. Nếu như có thể khiến cho cô ấy thoải mái hơn chút, cũng coi như là ta làm chút chuyện vì Lưu gia. Bá thăng lúc sinh thời trượng nghĩa, cả đời kết bạn với vô số người, không ngờ đến lúc chết lại lạnh lẽo như vậy. Cậu có thể đến đưa bá thăng Lưu gia của chúng tôi cảm ơn. Lời của ngài thật khiến cho giảng bối mất mặt. Quynh đệ ta có lỗi với bá thăng. Ta thay quynh đệ ta đến bồi tội với Lưu gia. Bá thăng Quynh lên đường bình an. Đến đây làm gì? Đi đi, đừng có lấy con trai của ta nữa, đi đi. Nếu cậu thực sự hiểu chuyện muốn tốt cho con trai ta, thì nên nghĩ cho tiền đồ của nó. Lẽ nào cô để cho nó vì một người phụ nữ ti tiện mãi cầm chân ở phụ thành bé nhỏ này, vứt bỏ thời cơ gây dựng hùng đồ của nó sao? Đại nhân, tuy ta thân phận bé nhỏ nhưng không hạ tiện. Cha mẹ ta là người dân lương thiện, bị mãn tặc giết hại gia đình Lưu Dông. Ta làm nô tỳ là để trốn truy binh, là tướng quân cứu ta, thật lòng đối đãi ta, ân tình của tướng quân. Ta có chết 9 lần cũng khó báo đáp. Đại nhân, ngài báo trọng. Đinh Du cáo từ. A Nhu, A Nhu. Nàng muốn làm gì? Thiếp sợ thiếp ở đây ảnh hưởng phụ thân chàng dưỡng bệnh. Hơn nữa thiếp đã xa gia đình lâu rồi, thiếp muốn về xem. Ta biết người thân nàng đã không còn nữa. Ta chính là người thân của nàng. Ta chính là nhà của nàng. A Nhu, chúng ta trải qua bao khó khăn như vậy mới đến được với nhau. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không buông tay nàng đâu. Ta sẽ không để cho nàng phải chịu chút thiệt thòi nào. Lần này ta đến để nói với nàng, ta muốn đi cùng nàng. Chúng ta cùng đi, đến đầu cơ cho minh chủ thời loạn. Bệ hạ giữ ngài lại Quyến Thành cũng là vì muốn tốt cho ngài, lo rằng ngài chinh chiến lâu ngày mệt mỏi, muốn ngài tỉnh dưỡng cho khỏe. Ý tốt của bệ hạ và Thành Quốc Công tôi cảm kích vô cùng. Thế nào, rượu của chúng ta không tồi chứ? Rất ngon, rất ngon. Bán quân đệ để cầu dinh, cái đồ vô liêm sỉ. Đi thôi, đừng có chấp với hạng người này. Bệ hạ phong ngài làm đại tướng quân phá lỗ, chức vị của bọn họ đều thấp hơn ngài, sao ngài lại phải nhịn nhục như thế chứ? Cứ trừng phạt họ là được. Họ chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Tú không để ý. Thành Quốc Công, thủ hạ xin cáo từ. Được, bảo trọng. Gần đây Lưu Tú có động tĩnh gì không?
Bẩm bệ hạ, gần đây Lưu Tú không hề có chút bất thường nào, vẫn như thường ngày. Nhưng mà sao? Nhưng biểu hiện của hắn càng không có chỗ sơ hở, thì hắn lại càng đáng nghi hơn. Lưu Diễn là huynh đệ của hắn. Lưu Diễn chết đi, hắn lại không hề có chút động tĩnh gì, chỉ nói rằng Lưu Diễn có tội đáng chết. Chuyện này thật sự rất bất ngờ. Ý ngươi là hắn đang giấu mình chờ thời cơ, không phải thật sự thuần phục trẫm? Bệ hạ, thần không dám tự mình xét đoán, chỉ sợ hắn giả vờ thuần phục, sớm muộn sẽ trở thành mối hoạn lớn trong lòng bệ hạ. Trẫm cũng biết rằng hắn khó mà thật lòng được. Chỉ là trên dưới triều đình hầu hết đều là người thô lỗ vũ phu, Lưu Tú văn võ song toàn, trẫm có thể dùng đến hắn. Nếu như giờ là tiêu diệt hắn đi thì cũng đáng tiếc quá. Bệ hạ không sợ nỗi lo nuôi hổ trong nhà sao? Trẫm còn phải thuần phục thiên hạ, lẽ nào lại sợ một con hổ không có nanh vuốt sao? Cũng được, nếu như ái khanh đã lo lắng cho trẫm thế, có thể đi thăm dò lòng trung thành của hắn. Bệ hạ anh minh. Hay là đợi đến khi Lưu Diễn được gửi về quê nhà, thần mời hắn cùng thần uống rượu vui để quan sát phản ứng của hắn. Nếu có gì bất thường sẽ tìm cách giết hắn. Tướng quân, có khách từ Phụ Thành đến muốn gặp ngài. Công Tôn, Phùng Nghị đến đây đầu quân dưới trướng tướng quân, mong tướng quân không ghét bỏ. Thiếp cùng đến với phu quân, mong tướng quân thu nhận. Quỳnh ta Lưu Diễn là tội thần phản lại bệ hạ, giờ ta là kẻ có tội không tiện thu nhận hai vị. Nhưng ta là chỗ quen biết với đại tư đồ mới nhậm chức, Lưu Tứ có thể giới thiệu cho tướng quân đến phủ ngày ấy. Giờ ta chỉ là một dân thường, cũng không đòi hỏi quyền cao chức trọng, chỉ muốn theo tướng quân kiếm miếng cơm ăn, làm một người tùy tùng là được. Nếu như thế thì khổ cho Công Tôn rồi. Đa tạ tướng quân. Mời vào trong. Lệ Hoa. Đại ca, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, qua xem muội thế nào. Muội rất ổn mà. Rất ổn. Cả ngày không nói chuyện, ngẩn ngơ thất thần. Muội thấy như thế rất ổn sao? Đại ca, hồn và phách muội vẫn còn ở đây mà. Sao lại là thất thần ngơ ngẩn? Quy nói xem, người ta khi chết đi rồi thì hồn và phách đi đâu rồi chứ? Một người đang sống như thế đột nhiên chết đi thì hồn và phách của họ có phải rồi cũng sẽ tan theo mây gió không? Đừng nghĩ những thứ đó nữa, tất cả đều đã qua rồi. Đại ca, muội không nghĩ ngợi. Nhưng muội cứ cảm giác như bá thăng đại ca vẫn chưa đi xa. Hình như là cô ấy vẫn còn có lời muốn nói với muội, chỉ là muội nghe không rõ. Muội rất chú tâm lắng nghe nhưng vẫn không nghe ra được. Nghe lâu sẽ cảm thấy đầu đau dữ dội. Nhưng biết phải làm sao. Muội vẫn muốn nghe cô ấy nói chuyện với muội.
Muốn huynh ấy gọi muội một tiếng âm kích huynh đệ. Ta biết muội đến nay vẫn không thể chấp nhận sự thật là bá thăng đã chết. Nhưng người chết không thể sống lại, đây là an bài của số phận, ai cũng không thể làm trái, không thể làm trái. Đúng, chúng ta đã không thể quay lại trước kia được nữa rồi. Lê Hoa, muội muốn khóc thì khóc đi, đừng ép bản thân. Đại ca, muội không khóc được. Còn nhớ khi Đặng Thiền biểu tỷ mất, mỗi lần muội nhớ tỷ ấy thì lại buồn bã rơi lệ. Nhưng hiện tại thật là kỳ lạ, bất kể nhớ tới biểu tỷ hay là bá thăng đại ca, muội đều không khóc. Muội không biết khóc nữa. Muội nghĩ đây là hình phạt của ông trời. Nói linh tinh, ông trời muốn trừng phạt muội làm gì? Bất kể là đối với bá thăng đại ca hay với biểu tỷ, muội đều không làm tròn trách nhiệm chăm sóc họ. Lệ Hoa, đây không phải là lỗi của muội. Muội không cần tự trách. Đại ca thấy muội đã làm rất tốt rồi. Không phải là lỗi của muội thì là lỗi của ai? Lệ Hoa, muội đi theo ta. Ta đưa muội tới một nơi. Đại ca, chúng ta đi đâu? Muội không về Tân Giả đâu. Đại ca, đại ca, âm cơ tới thiển huynh đây. Đại ca, cô đừng có giả bộ nữa. Nếu như cô không do cô thì đại ca sẽ không chết. Bá cơ, không thể trách âm cơ. Cô đi đi, ta không muốn thấy cô. Cô đi đi. Ta là họ hàng xa của âm thứ bá âm kích. Sau này chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau rồi. Thanh đao này gọi là trường ca. Đại ca tặng nó cho đệ.
vì bảo đao tặng anh hùng thanh đao này xứng với đệ. Đại ca huynh còn coi ta là âm kính, anh hùng không hỏi lai lịch, cần gì phải để tâm nam nữ âm huynh đệ, để trong lòng ta mãi là âm kích, là huynh đệ tốt mà đại ca yêu thương, cùng ta chung sinh tử. Đại ca, huynh lại vì một người ngoài mà đánh muội. Bá cơ, âm cơ từ bỏ phú quý, cùng ta chinh chiến xa trường, cùng ta xông pha thiên hạ, là huynh đệ tốt của ta. Thân như thủ túc, cùng sinh tử, cùng tiến lùi. Được, muội sắp trở thành con dâu của Lưu gia nhà ta rồi. Đợi ta đánh trận với Văn Thốt về, ta sẽ xông vào nhà muội đầu tiên để cầu hôn cho tam đệ. Đại ca, đại ca, thay ta chăm sóc cho Văn Thốt. Sửa lại binh giáp, cùng đi ra trận. Hạ Nhật Vô Y, Dư Tử Đồng Bảo. Lưu tướng quân, hôm nay là ngày đưa đám ma của đại ca ngài Lưu Diễn, ngài nên đi mới đúng. Bệ hạ khoan hồng đại lượng, cho phép thúc thúc ta đưa tiễn xác của người quân thấp hèn này về quê. Tú đã cảm kích bất tận rồi, sao lại dám tiếp tục đi rước chuyện thị phi chứ? Văn Thúc huynh lo lắng thì cũng đúng, nghe nói lưu gia của các người hiện nay vô cùng bất mãn với huynh, nói huynh tham sống sợ chết, bán đứng huynh đệ cầu dinh. Đám thuộc hạ đó của Lưu Diễn cũng có những lời lẽ khinh thường với Văn Thúc. Ta còn nghe nói là muốn giết ngài nữa đó. Một đám ngu xuẩn, bọn họ là nhất thời hồ đồ. Sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ hiểu ra thôi. Văn Thúc huynh nói đúng. Nếu như tất cả mọi người đều hiểu chuyện như huynh, bệ hạ cũng không cần lo nghĩ nhiều nữa. Người khác không cần nói, nói huynh trưởng của huynh trước. Nếu đại ca huynh cũng giống như huynh, một mực trung thành với bệ hạ, thì sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Đáng tiếc bá thân huynh một đời anh hùng, khi chết lại trở thành một kẻ phản nghịch. Sớm biết như vậy, hà tất lúc đầu như vậy chứ? Lưu Diễn trước giờ đều là lập công tự kiêu, không coi bệ hạ ra gì, chết cũng đáng đời, tự mình chuốc lấy. Văn Thúc, ngài nói đúng không? Rượu này không tồi. Quân ấy tuy là quân trưởng của ta, thế nhưng chúng ta từ nhỏ đã ý kiến trái ngược. Quân ấy giao tiếp rộng, thích cầm đầu nổi trội, ta lại thích cả đời trồng điền canh tác. Quân ấy toàn cười ta, nói ta là đầu óc không có chí lớn. Thế nhưng so với chí lớn của quân ấy, ta thà rằng mặc áo vải cả đời, sống vậy cả đời. Lưu gia chúng ta, nhị ca nhị tỷ đều chết ở tiểu Trường An. Lưu gia đến nay chỉ còn lại mình ta. Ta vẫn còn muốn cưới một người vợ để kế thừa nhan khối cho Lưu gia ta, như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của liệt tổ liệt tông của Lưu gia. Các ngài nói xem có đúng không? Được rồi, được rồi. Lần này ta mở yến tiệc là muốn khoản đãi đại tướng quân. Hai người các người bớt nói vài câu đi, đừng có làm khó ngài ấy nữa. Chúng ta cũng chỉ là nhàn rỗi nói vài chuyện với Lưu tướng quân thôi. Xin tướng quân đừng trách cứ. Văn Thúc huynh lòng dạ rộng lượng,
Tương lai nhất định có tiền đồ thênh thang, ta cũng kính huynh một ly, đều là thần tử của bệ hạ, vì bệ hạ tận trung. Nói đùa thôi, sao lại để ý gì chứ? Nào, cạn. Tướng quân, tướng quân. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Tướng quân, ngài không sao chứ? Tướng quân. Tướng quân. Không sao chứ tướng quân? Chẳng bằng gọi Lễ Qua đến. Bây giờ chỉ có duy nhất mũi ấy mới có thể khuyên nhủ tướng quân. Đừng gọi nàng ấy, không cho phép ai được nói cho nàng ấy biết. Ngài tỉnh rồi sao? Ta làm sao vậy? Ngài uống sai rồi. Đây là canh giải rượu. Uống đi. Đa tạ công tôn. Công tôn quân, ngài là chủ bộ, lại không phải đầu bếp. Những việc như thế này sao dám làm phiền ngài đích thân làm chứ? Tay nghề của đầu bếp vụng về, không hợp khẩu vị của ta, đã bị ta đuổi khỏi phủ rồi. Tôi tớ trong phủ ít cũng không phải là không tốt. Ta chỉ giữ lại có mấy người cũ, trung tính, cần mẫn tinh anh. Mấy tên mới tớ làm biếng, miệng lưỡi láo lĩnh, thích đâm chọt, đều ta đuổi khỏi phủ rồi. Ta nói, tướng quân thích yên lặng, không có sự cho phép, không được tùy tiện vào nội viện. Vì vậy ngài cứ an tâm. Công tôn quân lao tâm cực khổ, lưu tú cảm kích không ngừng. Ít nhất ngài có thể vô ưu vô lo ở nội viện, không cần phải che giấu trốn tránh gì nữa. Người đời mắng lưu tú là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ có công tôn quân không xa lánh dứt bỏ. Tình nghĩa này lưu tú cảm kích không thôi. Văn Thúc, tin tưởng ngài không chỉ có mình ta. Ngài tạm lánh đi cũng tốt, cũng đỡ phải lộ ra sơ hở. Ngài không cần phải là một người che giấu tài nghệ, còn phải là người có thể bảo vệ ngài nữa. Lưu Quyền và Lễ Qua có giao tình, cố nhân hắn cứ liên tiếp đánh động Âm Gia. Nếu ngài có thể lấy được Thiên Kim Âm Gia, hắn nể mặt Lệ Hoa cũng sẽ kiêng nể ngài vài phần. Nếu hắn là người biết kiêng nể tình cảm thì sẽ không giết đại ca ta. Hoàn cảnh hôm nay của ta cũng như là cuốn vào dòng nước muôn vàn nguy khốn. Sao ta có thể để cho Lễ Qua dấn thân vào nguy hiểm chứ? Ngài và Lễ Qua sống chết có nhau. Nếu ngài có chuyện gì, cô ấy sẽ sống tốt sao? Nhất là trong lúc mọi chuyện biến đổi không lường, ngài không màng đến tang của đại ca, cầu thân với Lễ Qua, đây chính là chứng minh với Lưu Quyền ngài đã sợ chết thần phục. Nếu không, ngài nghĩ sao hắn có thể an tâm để cho ngài sống tiếp chứ? Ta không muốn làm liên lụy đến Âm Gia và Lễ Qua, đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Dựa vào gì mà ngươi đi đánh Lạc Dương? Nếu không phải là Dương Thượng Tướng Quân, bọn ta phục ở Công Dương, Lưu Tú sao có thể diệt được Vương Ấp Vương Tầm? Bây giờ tân binh mãn đều bị diệt rồi, các người lại mang 3 vạn đại quân tấn công 2 thành, đây còn không phải là giơ tay tóm gọn sao? Việc tốt thì không kể đến, những quân đệ hạ giang đều ngã xuống, không công bằng. Định Quốc Thượng Công Dương Khuôn vốn dĩ là tướng, ngày ấy đem quân đi đánh thì có gì là không thỏa? Hơn nữa trong Quyển Thành có quân phục sẵn, Quyển Thành vững chắc kiên cố, phục cái gì? Ta thấy các ngươi chính là thấy ai công lao lớn thì thấy không thuận mắt. Trước đây Lưu Diễn, bây giờ là bọn ta cầm miệng nói năng linh tinh. Ta nói đều là sự thật. Tóm lại, lão tử không ở lại đây. Thành Đan, người lỗ mãng thô bạo như ngươi thì hiểu gì là lấy đại cuộc làm trọng? Ta không hiểu. Ta chỉ biết dẫn binh chính là phải đánh trận, không thể làm con rùa rụt cổ trốn tránh nhàn hạ ở đây. Người mắng ai là con rùa rụt cổ? Các người trốn ở Công Dương hôm đó không biết là đánh trận còn muốn đầu hàng nữa, không phải là một con rùa rụt cổ sao? Được rồi, trước mặt bệ hạ dám nói những lời ô uế,
Còn ra thể thống gì nữa, đều câm miệng hết cho ta. Việc này vốn dĩ là không công bằng, việc gì tốt đều đến phiên các người dựa vào cái gì chứ? Dựa vào bọn ta quan to hơn ngươi, quân đông hơn ngươi. Không phục à? Không phục. Có bản lĩnh thì tỉ thí với ta. Tỉ thí, đánh thì đánh. Đồ con rùa. Đừng nói nữa. Bệ hạ giá đáo. Khốn nạn. Phế vật. Khốn nạn. Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho ngài tức giận đến vậy? Cái đám người lỗ mãng vô quân tự mình nhiếp chính, trong mắt nào có hoàng đế trẫm? Bệ hạ đừng có tức giận nữa, đều là một đám quân cỏ mà. Bệ hạ đừng nói kiến thức thông thường với chúng. Mời phụ hoàng uống nước, đừng tự làm hại thân thể. Còn Nhi ngoan càng ngày càng hiểu chuyện rồi, đều là do mẹ con dạy dỗ tốt. Nhưng sau này những chuyện như vậy để cung nữ làm là được rồi. Cầu Nhi chỉ muốn làm một chút gì đó cho phụ hoàng. Cầu Nhi trưởng thành rồi, hay là bệ hạ sớm phong thái tử, cũng để củng cố địa vị. Ai nói với nàng phong thái tử có thể củng cố địa vị của trẫm? Không có ai nói với tiện thiếp cả. Tiện thiếp chỉ là một lòng nghĩ cho bệ hạ. Hiện giờ địa vị của bệ hạ chưa vững, không phải là nên sớm có người kế thừa sao? Tấm chân tình này của tiện thiếp đối với bệ hạ, mong bệ hạ minh giám. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, thiếp chỉ lo nghĩ cho việc chống đỡ dương cơ của ngài, thủ tiêu lưu diễn, giải quyết đại quả lớn trong lòng ngài. Cho là ngài không phong thần thiếp làm hoàng hậu, sắc phong Cầu Nhi cũng là ban thưởng lớn cho thần thiếp rồi, không phải sao ạ? Chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa. Bệ hạ, bệ hạ. Ngươi đối với việc này rất thất vọng sao? Mã Võ không dám. Thần chỉ là một tên thô thiển, lại không hiểu triều chính, chỉ biết tận tâm tận lực với bệ hạ. Vì chuyện của Lưu Diễn, trong lòng Thung Lăng Quân và Lưu Gia đối với trẫm đã có khúc mắc lớn hơn. Không ít anh tài hầu kiệt đã đến cậy nhờ cũng không phục trẫm. Thật ra trẫm không muốn giết Lưu Diễn, đều là do bọn Chu Dĩ bức ép thôi. Trẫm còn có thể làm sao được? Bệ hạ không cần gấp gáp, đợi qua một thời gian mọi người sẽ biết tài trí mưu lược của bệ hạ, cam tâm trung thành với bệ hạ. Nhưng ta cũng cần người giúp ta. Đúng rồi, trận Côn Dương nghe nói Âm Gia Âm Hưng dẫn đi không ít môn phái, rốt cuộc có bao nhiêu người ngựa? Người bệ hạ nói đến là con cháu Âm Gia. Con cháu Âm Gia quả thật rất lợi hại, tuy chỉ có 1.000 người nhưng ai ai cũng đều lấy một chỗ 100, còn công cụ sắc bén, cơ quan diều hâu, quả thật là một thần binh. Xem ra thế lực của Âm Gia không thể xem nhẹ. Đúng vậy, Âm Gia quả thật rất lợi hại. Lưu Huyền phong quân làm thiên tướng quân. Lúc này hắn sắc phong đại ca, rõ ràng là muốn móc nối với Âm Gia. Lưu Huyền giết Lưu Diễn, làm không ít tông thất hào kiệt đau xót. Hiện giờ bọn Dương Khuôn lại không phục lệnh của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ vội vàng chiêu mộ người ngựa để mở rộng thế lực của mình. Con cháu Âm Gia dễ bị mua chuộc như vậy sao? Thiên tướng quân ai thèm chứ? Đừng nói là một thiên tướng quân, hắn có cho ta làm tướng quân ta cũng không cần. Nhưng hắn là hoàng thượng, giờ nếu ta xử lý việc này không thỏa, lại sợ gây họa cho Âm Gia. Vậy làm thế nào? Còn có thể thế nào? Ta chỉ có thể đi lĩnh chỉ tạ ơn trước. Việc sau này, việc sau này đợi thời cơ hành sự thôi. Thần Âm Thức khấu kiến bệ hạ. Miễn lễ.
miễn lễ. Bà bệ hạ. Ái Khanh đến có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, nhận được hậu ái của bệ hạ, sắc phong thần làm thiên tướng quân. Chỉ là thần là một thư sinh, vừa không hiểu binh pháp, vừa không tinh thông võ nghệ, quả thật là hổ thẹn không dám nhận. Tình cảm của bệ hạ làm thần hoảng hốt, thế nên vẫn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, tìm hiền tài khác. Ái Khanh không cần khiêm tốn. Chiến dịch cung dương chuyện của lệnh đệ và lệ hoa trẫm đều đã biết. Âm gia quả là ngọa hổ tàng long, nếu có thể dốc sức vì nước là chuyện vinh hạnh cho trẫm. Muội muội lệ hoa tuy là phận nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã thích múa đao nghịch thương, thần cũng hết cách, chỉ có thể tùy theo tính cách của muội ấy. Còn về những gia đình của thần cũng chỉ dùng để bảo vệ nhà vườn. Thế nên nếu thật sự đánh trận, e là không được. Lệ Hoa từ nhỏ vô cùng thông minh, kiến thức không tầm thường. Sao trẫm không biết chứ? Ta nhớ khi còn ở Thái học Trường An, Thái Thiếu Công còn từng tính mệnh số cho Lệ Hoa, nói Lệ Hoa có tướng mẫu nghi. Bệ hạ đùa vui rồi. Chuyện của Trường An thần chưa từng nghe nói. Hơn nữa hiện giờ Thái Thiếu Công cũng sớm đã lui về ở ẩn. Thần dường như là cũng chưa từng nghe ngài ấy nhắc đến chuyện này. Vẫn xin bệ hạ tha tội. Chẳng qua là đùa vui mà thôi. Ái Khanh không cần phải hoang mang như vậy. Sao chuyện lưu diễn Lệ Qua có từng hận trẫm? Bệ hạ nói vậy làm thần vô cùng hoảng hốt. Bệ hạ yên tâm, Lệ Hoa tuyệt đối là không dám nghi hận bệ hạ. Chỉ là muội ấy gần đây vết thương tái phát, vẫn luôn dưỡng thương trong nhà. Vết thương cũ tái phát, chuyện này thì không thể xem nhẹ đâu. Nhất định là không được để lại mầm bệnh. Để thái y cùng với Ái Khanh qua đó xem sao. Cũng được, đa tạ bệ hạ. Vậy thì lui xuống trước đi. Rõ, thần cáo lui.迎风绽放。